Cô Hằng xin chào các bạn. Xin chào tất cả mọi người, cô Hằng đây ạ. Hello everyone, it's me here. Xin chào mọi người, cô Hằng đang livestream, mọi người đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Nếu các bạn nhìn thấy cô rồi, hãy say hi, hãy leave comment below. Các bạn ơi, và các bạn comment xuống bên dưới nhé. Xin chào mọi người nào và học với cô nào. Hi. Okay, so today the topic is about how to practice speaking with some of their sentence structures in English. Hôm nay chúng ta sẽ học với cô Hằng với cái chủ đề liên quan đến phần đó là phần học luyện nói với cấu trúc hay trong tiếng Anh nhé. Nào mời các bạn vào cùng học với cô, chúng ta sẽ đợi một chút xíu để mọi người cùng lên nha. Rồi, chúng ta sẽ đợi khoảng tầm 1 đến 2 phút nữa là chúng ta bắt đầu nha. Xin chào mọi người, cô đã nhìn thấy các bạn đây rồi. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa nào? If there is anyone who is who are watching this video, so try to leave comment below. Nào mời mọi người xuống đây nào. Comment xuống cho cô nhìn thấy các bạn đi các bạn ơi. Xin chào các bạn ạ. Okay, so the topic today is how to practice speaking with some of the very famous, common, and prevalent sentence structures in English. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một số cấu trúc hay và rất là thông dụng trong tiếng Anh trong phần speaking mà hầu như bạn nào cũng phải biết nhá. Nên là các bạn cố gắng là vào học cùng với cô luôn nào. Rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhá. Xin chào ạ, mời mọi người lên nào. Rồi, cô đã có thấy các bạn, một số bạn lên rồi nhá. Nếu bạn nào vào sau thì các bạn có thể theo dõi sau luôn cũng được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu nhá các bạn ơi. So now we are going to get down to business. Get down business with some of the sentence structures today with Miss Hằng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học với cô với một số cấu trúc liên quan đến phần speaking trong tiếng Anh. Đấy chứ ạ? Rồi, ok, chúng tôi cũng từ là let's get down to business, đúng không? Let's get down on business or to business. Cụm từ này mang nghĩa là bắt đầu rồi, đúng không? Đấy, cụm này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta gặp khá khá, đúng không ạ? Nếu mà bạn nào mà hay sử dụng cho cái cấu trúc như là gọi là chúng ta, let's get down to business. Yeah, vậy câu này, sorry các bạn, cấu trúc của chúng ta là let's get down to business. Có nghĩa là cái cách nói quen mồm của Hằng ấy, tức là chúng ta thường sử dụng câu này để bắt đầu một cái chủ đề nào đấy, đúng không ạ? For example, when you want to start speaking something or you want to discuss something, you can say let's get down to business. We don't waste time anymore. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Không cần phải tốn nhiều thời gian nữa. For example, don't waste time anymore. Let's get down to business. Cụm từ này là bắt đầu vào việc thôi, được chưa? Rồi, now, so today we're going to get down on business with some sentence structures. Bắt đầu nha, chúng ta sẽ có một số cấu trúc nha các bạn nhá. Nếu mà các bạn học với cô cấu trúc nào, các bạn cố gắng like comment xuống dưới này. Một lần viết là một lần nhớ, đúng không ạ? Ví dụ cấu trúc đầu tiên, cô Hằng có câu là Don't waste time anymore là không tốn nhiều thời gian nữa, đúng không ạ? Don't waste time, cái từ waste ở đây mang nghĩa là phí phạm ấy. Làm cho phí, waste là làm phí cái gì, lãng phí cái gì đấy. Don't waste time anymore. Let's get down to business. Cụm từ này mang nghĩa là bắt đầu vào việc thôi. Let's get down to business. Let's get down to business. Được chưa? Cụm từ này mang nghĩa là chúng ta bắt đầu làm cái gì đấy thôi, đúng không ạ? Cái này rất giống cái cụm mà là let's start. Let's start. Okay? Let's start with something, đúng không? Let's start with something. Vậy cấu trúc đầu tiên của cô Hằng có hai câu này, các bạn cùng comment xuống dưới. Cô sẽ đợi các bạn trong vòng 30 giây để các bạn có thể comment ngay sau khi mà các bạn nhìn thấy phần cô gõ ở đây nhé. Câu đầu tiên của cô có là let's get down to business.
Ví dụ bây giờ các bạn bắt đầu một chủ đề nào đấy đúng không ạ, mà trong khi đó mọi người vẫn còn đang boosting around, vẫn đang nói chuyện lung tung ở bên ngoài, thì các bạn hãy nói là okay, so don't waste time anymore. Let's get down to business. Được chưa ạ? Câu này của chúng ta có từ business. Rất nhiều người đọc từ này sai vì lý do chúng ta sẽ không đọc ba âm rõ ràng là business mà đọc là business, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là giọng của chúng ta sẽ hơi nhấn vào cái chữ đầu tiên, đó là âm trọng âm. Business, business, business. Được chưa các bạn ơi? Rồi, cô đã thấy các bạn bắt đầu comment ở đây rồi. Good. Nào, mời các bạn nhớ leave comment bên dưới nhé. Let's get down to business. Bằng cái cụm từ let's start with something. Let's start with something. Đúng không ạ? Ví dụ, let's start with discussing about the sales target this quarter. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Câu này mang nghĩa là hãy bắt đầu cùng với cái sales target. Cụm từ sales target như cô vừa mình lấy ví dụ, đây là một phần ví dụ các bạn. Let's start with their sales target this quarter. À, ví dụ như thế này các bạn sẽ thấy dễ dễ theo dõi hơn đúng không? Câu của chúng ta sẽ là hãy bắt đầu cùng với sales target, mang nghĩa là cái. Cô đánh dấu vào màu xanh cho các bạn dễ nhìn nha. Sales target mang nghĩa là chỉ tiêu bán hàng. This quarter, ai chưa biết từ này tiếp tục check note lại cho cô. Cái này mang nghĩa là quý, đúng không ạ? Chỉ tiêu bán hàng. This quarter là quý này. Let's start with the sales target this quarter. À, ví dụ chúng ta muốn nói một cái câu gì đấy đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng cụm từ let's get down to business hoặc các bạn sử dụng cái cụm từ là let's start with something. Hãy bắt đầu với cái gì đấy. Rồi, mời các bạn comment xuống dưới nhé. Rồi, cô đã nhìn thấy các bạn comment khá đầy đủ đây. Good. Một lần viết là một lần nhớ nhé các bạn. Các bạn nhớ là khi tương tác với cô như thế này là một lần viết chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn ạ. Một lần viết sẽ nhớ nhiều hơn. Vì tay chúng ta viết thì não ghi nhớ mà, đúng không ạ? Chịu khó viết ra nhé. Còn bạn nào xem livestream mà chỉ có gật gù thôi là ngay lập tức quên liền đó. Ok, rồi nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có câu let's get down to business. Đấy là cấu trúc đầu tiên. Cấu trúc thứ hai chúng ta có cụm từ don't waste time anymore, mang nghĩa là đừng có tốn thời gian nữa, đúng không ạ? Đừng làm tốn thời gian nữa. Với động từ đó là từ waste. Và cấu trúc ngữ pháp ở đây đó là don't cộng verb do not đó các bạn. Cộng verb mang nghĩa là đừng làm gì. Đừng làm gì. Rồi khi mà các bạn xem livestream của cô Hằng mà muốn nhận được cái phần thông báo mỗi lần cô live thì các bạn nhớ bấm cái nút của chúng ta, có một cái nút được gọi là nút follow cô Hằng trên trang cá nhân nhé. Các bạn vào trang cá nhân của cô Hằng mà bấm nút follow thì mỗi lần livestream các bạn sẽ thấy hiện ra cái phần này. Đấy chưa? Rồi, không tốn thời gian làm gì nữa. Không tốn thời gian làm gì nữa. Hoặc đừng làm gì nữa. Ok chưa? Rồi, vậy cấu trúc của cô là don't waste time anymore, là đừng tốn thời gian làm gì. Và cấu trúc của chúng ta là do not hoặc là don't. For example, don't approach the dog. Câu này mang nghĩa là đừng lại gần con chó. Đúng không ạ? Cấu trúc này là cấu trúc rất hay gặp. Cô sẽ đánh dấu bằng mực vàng cho các bạn dễ nhìn nha. Don't or do not doing do not cộng verb mang nghĩa là đừng làm cái gì đấy, đây là một câu mệnh lệnh đúng không ạ? Don't approach the dog, đây là một ví dụ của Hằng nhá. Ở cấu trúc này các bạn sẽ thấy là khá là dễ vì chúng ta không cần phải có chủ ngữ. Đây là một câu mệnh lệnh nên các bạn chỉ cần có do hoặc là do not ở đằng trước hoặc là don't cộng với lại verb là đừng làm gì. Nào, một ví dụ cực kỳ cụ thể và dễ dàng ở dưới cô đã thể hiện ở đây đó là don't approach the dog. Cô sẽ dành khoảng tầm 2 phút để các bạn có thể comment lại câu này với cô này. Và sau đó mọi người có thể đặt cho cô một số câu nhé để cô check luôn trên phần comment của các bạn ở đây nhá. Các bạn ơi, cô vẫn đang theo dõi comment của các bạn bằng điện thoại này, các bạn có thể nhìn luôn à, cô sẽ có thể nhìn luôn cái phần comment của mọi người này. Chịu khó comment tương tác với cô nào. So we have the word like don't approach the dog. Don't approach the dog, đúng không? Approach. Ở đây tôi có một từ đó là từ approach thì nhìn tưởng là approach đúng không? Nhưng mà nhớ là OA thông thường là đọc là âm ấu, không đọc là approach mà đọc là approach. Don't approach the dog.
Don't approach the dog. Đừng lại gần con chó, đúng không? Ok, rồi ví dụ một bạn nói don't touch me, very good. Don't touch me. Đừng có động vào tớ, đúng không ạ? Don't touch me. Don't touch me, đúng không ạ? Ví dụ nhé, một người nào đấy mà người ta đi ra đi vào, đúng không ạ? Suppose that he is a very noisy person. He talks out loud. Một người nào đấy mà là một người rất là noisy, đúng không ạ? Noisy là ồn ào ấy. And he talks out loud all the time. Cái người đấy luôn luôn nói rất là to, đúng không để ý đến người khác. Vậy mình có thể đề nghị người ta lịch sự là ok, please don't make noise. Or please don't talk loudly. Vậy câu này là đừng làm ồn hoặc là đừng nói quá to. Và ở đây khi chúng ta sử dụng cái please này, từ này giống như là một từ tình thái đúng không ạ? Nó làm cho cái câu nó nhẹ nhàng hơn và không mang tính chất là ra lệnh quá nhiều đúng không? Please don't make noise. Or please don't talk loudly. Or don't talk loudly, please. Đừng có nói to nhé bạn ơi, đúng không? Đừng có nói to. Được chưa nào mọi người? Dễ hiểu hơn chưa ạ? Rồi, don't take my money. Ví dụ như chúng ta mà bị bắt, cảnh sát giao thông bắt chẳng hạn, nói là oh, don't take my money. Đừng có nghĩa là đừng có thu tiền của em, đúng không? Don't do your homework. Đừng làm bài tập nữa à? Don't beating the dog, con này không có đúng rồi em ơi. Trong trường hợp này chúng ta chỉ có don't beat the dog thôi, chứ chúng ta không có don't beating. Vì cô vừa nói xong này, cấu trúc màu vàng hiện trên màn hình của các bạn nha. Nó đang hiện đó là don't cộng verb, nghĩa đây là một động từ ở dạng infinitive, không hề có đuôi gì cả. Vậy chúng ta sẽ không nói là don't beating the dog, đúng không các bạn? Không nói là don't beating the dog, ok? Rồi, don't talk loudly or please don't make noise. Bình thường khi viết các bạn thông thường sẽ có please này cộng phẩy một cái đúng không ạ? Còn khi nói thì không cần. Vì rõ ràng khi nói thì chấm phẩy nó chỉ tương đối thôi. Rồi, khi các bạn nói là please don't make noise or please don't talk loudly. Từ này của chúng ta có một từ là từ loudly. Các bạn nhớ đọc với cô nhé, trọng âm của nó này. Cô sẽ đọc lại từ đầu đến cuối cho bạn dễ hiểu nhé. Từ này của chúng ta là từ loud đi với từ lì. Đọc là loudly, loudly. Don't talk loudly, don't talk loudly, ok? Don't beat the dog. Ở đây tôi có một từ là từ đánh đập ạ. Bạn ấy nói là đừng có đánh con chó. Hoặc là please don't make noise. Ở đây có một số bạn đọc từ này là noise. Thì cô nói luôn nhá, từ này nó là âm noise. Âm này là âm hơi kéo dài một chút xíu. Ví dụ giọng cô Hoàng và giọng Anh Mỹ thì thông thường khi mà cô nói ấy, bạn sẽ thấy là có chữ R hơi cong này. Và khi mà các bạn nói các bạn sẽ thấy là ví dụ âm này không đọc là noise mà đọc là noise. Noise. Miệng chúng ta hơi kéo dài âm một tí thì nghe nó sành điệu rất là nhiều đúng không ạ? Không đó là please don't make noise mà là please don't make noise. Nhớ ending sao cho cô nhá. Don't beat the dog. Ok, nào ví dụ nhá. Một bạn nào đấy á mà các bạn đang đang ngồi trong nhà đúng không ạ? Và các bạn ăn uống cái gì đấy và vứt rác rất là bừa bãi đúng không ạ? Vứt rác rất là bừa bãi đúng không ạ? Thì các bạn có thể nói là don't litter, please. Có nghĩa là đừng có vứt rác bừa bãi. Đừng xả xả rác bừa bãi. Đây là một động từ đó các bạn ơi, litter. Anh thì thông thường các bạn đọc là litter, còn anh Mỹ các bạn đọc là litter đúng không? Litter. Vì lý do động từ litter mang nghĩa là xả rác. Litter, xả rác đúng không ạ? Mỗi lần xem phần video này mà các bạn muốn xem lại các bài giảng của Hoàng, các bạn có thể lên trên kênh YouTube Tiếng Anh của Hoàng Vượng. Lên YouTube gõ Tiếng Anh của Hoàng Vượng thì nó sẽ ra các phần video mà từ trước giờ cô đã livestream nha. Các bạn có thể nhìn được toàn bộ những các danh mục playlist của những phần video của cô, là các bạn có thể theo dõi lại, vì một số bạn thì có thể là chưa kịp xem livestream trực tiếp thì các bạn có thể xem lại nhé. Rồi, câu này của tôi là don't shoot in it. Don't shoot in it có nghĩa là đừng bắn nó ấy hả? Nếu mà đừng bắn nó, ví dụ đừng bắn con chim chẳng hạn, là don't shoot birds chẳng hạn đúng không? Don't shoot birds. Don't shoot birds mang nghĩa là đừng có bắn chim. Đấy kiểu như vậy, được chưa? Không cần shoot in đâu, shoot something luôn em ơi. Từ này các bạn để ý cho cô, âm này là âm u dài ạ, đúng không? Không đọc là shoot mà đọc từ này là shoot. Don't shoot birds, đừng có bắn chim. Nhiều cái khu vực bảo tồn chẳng hạn là người ta yêu cầu là không được bắn chim, không được bắn động vật hoang dã hay kiểu vậy đúng không ạ? Rồi, don't drive the car. Don't drive the car là không được lái xe à? Ok.
Được chưa các bạn ơi? À, tiếp tục là cô vẫn đang theo dõi phần comment nha. Các bạn cố gắng là comment xuống dưới được, cô có thể nhìn thấy phần comment và tương tác các bạn luôn đúng không ạ? Test luôn phần writing skills của mình luôn. Ok, rồi, tiếp tục ạ. Một bạn còn nói là delusional. À, ok, do not be delusional. Ok, do not be delusional. Cái từ delusional ở đây mang nghĩa là ảo tưởng ạ. Rồi, do not be delusional. Các bạn có thể sử dụng là don't cũng được hoặc là do not cũng được nhé. Không có quan trọng là giữa việc sử dụng don't hay là do not đâu các bạn. Sử dụng don't thì nó là cách viết tắt thôi, contraction của dạng do not thôi. Các bạn sử dụng một trong hai cũng được. Bạn gái có sử dụng một chữ ở đây là từ delusional. Được chưa? Từ này là một từ khá hay ạ. Delusional. Cho âm sẽ rơi vào thứ hai nhé. Delusional. Delusional. Đừng có ảo tưởng nữa đúng không ạ? Một bạn nam nào đấy thấy mình luôn luôn là một người đẹp trai thì ngại, mình sẽ thấy oh, do not be delusional. You're not as handsome as you think. Đúng không ạ? Ví dụ như thế. You're not as handsome as you think. Do not be delusional. You're not as handsome as you think. Đừng có ảo tưởng nữa, bạn không có đẹp trai như bạn nghĩ đâu. You are not as handsome as you think. Okay, rồi, tiếp tục ạ. Don't shoot birds. Don't play video game in many hours because it reduces your eyelight. Eyelight thực tế phải là eyesight chứ nhỉ? Eyesight mang nghĩa là thị lực ấy. Eyesight. Don't play video games for too long. Ví dụ như thế đúng không? Don't play video games for too long because it reduces your eyesight. Cái từ này mà khi các bạn sử dụng từ là từ eyesight thì mang nghĩa là thị lực. Còn nếu các bạn eyelight thì giống như kiểu là ánh sáng của mắt à, nghe không 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 hợp lý lắm các bạn. Rồi nhé, eyesight. Eyesight. Một số cái phần take note ở đây các bạn để cho cô ạ. Don't play video games for too long. Cụm từ này mang nghĩa là quá lâu ạ. For too long because it reduces your eyesight. Don't be delusional. Ở đây là từ trên rồi nhé các bạn nhé. Các bạn tiếp tục comment xuống dưới cho cô nhé. You're not as handsome as you think. Có nghĩa là mày không đẹp trai như mày tưởng đâu. Rồi, đừng có họ uống rượu bia trước khi lái xe. Vậy là don't drink wine. Hoặc alcohol các bạn ạ. Các bạn sử dụng từ này cho cô. Alcohol mang nghĩa là chất cồn ấy. Cồn ạ. Tức là có thể bao gồm rượu, bia này, rồi thì các đồ uống có liên quan đến cồn đúng không ạ? Còn cái từ wine của các bạn nó sử dụng ở đây thì nó lại là rượu vang. Nó chỉ là một trong những danh mục thôi đúng không ạ? Của alcohol thôi. Vậy câu này là don't drink alcohol before driving là đủ rồi. Tham gia giao thông các bạn sử dụng cho cô từ driving là đủ ạ. Ok, rồi. Câu này của chúng ta là don't drink wine or don't drink alcohol before driving. Don't drink alcohol before driving. Ok. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ đọc lại từ trên xuống dưới nhá. Nào, bây giờ thử một số từ và các bạn cùng đọc. Cô sẽ đọc mỗi từ của tầm repeat 3 lần này. Thì mọi người có thể cùng theo dõi và các bạn có thể bắt chước cô đọc luôn. Nào, câu 1 của chúng ta như sau. Don't approach the dog. Từ này không đọc là dơ vì lý do âm th sẽ phải thò lưỡi trong tiếng Anh nhé các bạn ơi. Phần này là giúp các bạn có thể improve your pronunciation nè. So try to imitate and then read after me to improve your speaking and pronunciation. Cố gắng là các bạn đừng có ngại cái việc imitate, đọc qua cái phần video này của cô nhé. Vì khi cô đọc thì các bạn thấy đọc khá là rõ này. Và các bạn phải đọc theo thì mới có thể improve được khả năng speaking và pronunciation của mình. Tức là về cái phần kỹ năng nói cũng như là cái phần phát âm của mình nha các bạn ơi. So try to imitate me and then you have to repeat after me. Cố gắng đọc theo cô luôn nhá. Và bắt chước cô này. Don't approach the dog. Ending sound rất rõ ràng đúng không? Don't approach the dog. Don't approach the dog. Đừng có lại gần con chó. Don't touch me. Don't touch me.
Ở đây có âm T ở cuối chữ don't thì touch, chúng ta đọc là một âm thôi, không cần là don't touch me đúng không? Chỉ cần một chữ t thôi. Nào lại nhá. The second time, don't touch me. Don't touch me as the third time. Lần thứ ba này, don't touch me. Xong chưa? Ok, ở đây tôi có một từ là từ please khi các bạn muốn ra lệnh cho ai đó nhưng mà giảm thiểu cái sự ra lệnh đi. Tức là nghe nó đỡ hống hách hơn ạ. Ví dụ như mình đề nghị một người mà ngang tuổi với mình hoặc là một người mà cùng làm như kiểu đồng nghiệp với mình ấy, thì thêm từ please này vào làm cho cái câu nói nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Please don't make noise. Please don't make noise đúng không? Or don't talk loudly. Đừng có nói ồn quá và đừng là nói quá to đúng không? Please don't make noise or please don't talk loudly. Cụm từ make noise có ending sound make noise. Please don't make noise or don't talk loudly. Don't talk loudly. Có một số âm cuối khi nói nhanh các bạn sẽ thấy nó sẽ bị omitted đi, có nghĩa là bị mất đi. Nhưng mà cố gắng khi mà ở cái level mà các bạn speaking ở mức basic và bắt đầu gọi là pre-intermediate thì các bạn chịu khó là bật hết lên cho cô cho quen nhé. Please don't make noise or please don't talk loudly. Xong chưa? Tiếp tục ạ. Don't beat the dog. Don't beat the dog. Don't beat the dog. Được chưa? Đừng có đánh con chó. Don't litter, please. Don't litter, please. Có hai cái đọc từ này, một là các bạn sử dụng anh sẽ đọc là litter. Don't litter, please. Don't litter, please. Được chưa? Rồi tiếp tục. Hoặc là sử dụng từ litter. Litter theo Anh Mỹ đúng không ạ? Và này gọi là American English. American English. American English. Xong chưa? Rồi, cô sẽ đọc lại một lần nữa. Don't litter. Hoặc don't litter. Please. Please đôi z các bạn ơi. Không phải please đâu. Đọc là please. Tiếp tục ạ. Đừng có bắn chim. Don't shoot birds. Don't shoot birds. Don't shoot. Ở chỗ này nó là âm u dài nên là cô sẽ thấy, các bạn sẽ thấy miệng của cô sẽ là shoot. 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 Rồi, chúng ta sẽ không đọc từ này là shoot mà đọc từ này là âm shoot. Miệng chu lại này, nhìn miệng cô đang bắt chước nhá. Shoot. Shoot. Đúng không? Don't shoot birds, mang nghĩa là đừng có bắn chim. Tiếp tục. Câu tiếp theo, do not be delusional. Cụm từ delusional ở đây mang nghĩa là ảo tưởng ạ, đúng không? You're not as handsome as you think. You're not as handsome as you think. Được chưa? Câu này có nghĩa là đừng có ảo tưởng nữa, bạn không có đẹp trai như bạn nghĩ đâu. Cái phần này là cô dịch lại cho những bạn đang vào sau và xem livestream này của cô nhá. Bạn nào vào sau hoàn toàn có thể xem lại sau khi phần video này kết thúc vào tường của cô, các bạn có thể xem. Hoặc các bạn bấm follow cô Hằng ạ. Bấm follow cô và xem lại ở trên kênh YouTube Tiếng Anh của Hằng Bựa. Lên YouTube gõ Tiếng Anh của Hằng Bựa thì sẽ ra kênh của cô với các phần video đã từng livestream nhá. Mỗi lần mà cô live và các bạn muốn nhận được thông báo thì chịu khó là bấm vào nút follow see first, nó sẽ báo cho các bạn nhé. Now, do not be delusional. You are not as handsome as you think. Đừng có ảo tưởng nữa, bạn không có đẹp trai như bạn nghĩ đâu. You are not as handsome as you think. Rồi tiếp tục ạ. Câu tiếp theo. Từ này của chúng ta có một từ là từ eyesight, không phải là eyelight nha các bạn. Eyesight mang nghĩa là thị lực. Đúng không? Thị lực eyesight. Eyesight. Rồi cái này là thị lực nha các bạn ơi, xong nhá. Tiếp tục ạ. Chúng ta có câu như sau phần ví dụ này. Don't play video games for too long because it reduces your eyesight. It reduces your eyesight. Được chưa? Rồi,
Đừng có chơi video game for too long, là quá lâu, because it reduces your eyesight, vì nó sẽ làm cho cái mắt của bạn hỏng, đúng không ạ? Ok chưa? Rồi, hay quá cô ạ. Ok, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cô ạ. Rồi, các bạn vào xem và tương tác với cô luôn nha. Vậy cô sẽ đọc lại một lần nữa về cái câu này này. Chịu khó, một lần viết là một lần nhớ, và nhớ là khi nghe cô đọc thì phải tay viết và miệng đọc lên luôn, đúng không ạ? Vì mỗi từ cô sẽ đọc rất là chậm, để các bạn có thể follow một bài này của cô giống như một bài học bình thường ạ. Được chưa? Rồi, câu này của chúng ta như sau. Don't play video games for too long because it reduces your eyesight. Reduces, reduces. Cái âm này của chúng ta không đọc là reduces. Cái âm này không phải là do, đều do là không có đúng. Các bạn nhìn miệng cô là âm này âm do, do. Có nghĩa là khi chúng ta nói miệng chúng ta cuống tròn lại, âm u, reduces, reduces. Bạn biết nha. 1, 2, 3, reduces. Có nhiều người reduce là dừng là không đúng. Because it reduces your eyesight, thị lực. Tiếp tục câu này của chúng ta là cái câu mà hầu như là ngày nào cũng gặp đúng không ạ? Đã không được uống rượu bia khi lái xe thì chính là câu này này. Don't drink wine alcohol. Don't drink wine alcohol. Cái từ này có một từ là từ alcohol là chất cồn, nó là gọi chung tất tần các loại rượu, bia rượu. Còn cái từ wine này là rượu vang nhá. Don't drink alcohol before driving. Don't drink alcohol before driving. Được chưa? Ok, à có một bạn hỏi cô là ví dụ như rượu mà rượu của Việt Nam mà tự nấu ông bà mình tự nấu, hoặc là giống như kiểu là các bạn thấy là rượu truyền thống của Việt Nam chúng ta sẽ gọi là từ rice wine các bạn nhé. Cái này chính là rượu gạo của chúng ta đó. Tự nấu ạ, đúng không? Đấy, nếu mà bạn nào muốn nói thế thì các bạn có thể sử dụng từ này, rice wine, rượu gạo. Được chưa ạ? Xong chưa nào các bạn ơi? Ừ, một bạn nó hỏi cô một câu đây là don't make noise, tại sao lại dùng là make hả cô? Thì thực tế cái từ make noise này mang nghĩa là làm ồn đấy nha. Cụm từ make noise là làm ồn. Đấy ạ, các bạn có thể check note lại luôn dưới phần livestream của cô ở đây ạ, comment với cô luôn nào. Make noise, cụm từ này nó đi với nhau luôn, đó là collocation ấy. Có nghĩa là cái động từ mà nó đi với nhau luôn với cái cụm đấy cố định rồi. Thế các bạn cứ thế mà dùng thôi các bạn ạ. Rice wine là rượu gạo, và make noise là làm ồn. Xong chưa? Rồi nha, đấy là cái câu đầu tiên ở cái phần vừa cô đã giải thích và có rất nhiều từ để các bạn học rồi đúng không? Tiếp tục nha. Phần tiếp theo này. Nào, mời các bạn comment lại trong vòng 20 giây nữa để cô chuyển tiếp tục này. Rồi, rice wine and make noise. Nào, cấu trúc tiếp theo của chúng ta nhá. Thông thường chúng ta sẽ có một số từ, ví dụ như từ to be cộng với lượng tính từ. Trong trường hợp này cô có một ví dụ cho các bạn, đó chính là cụm từ to be afraid of. Be afraid sợ hãi điều gì đấy. Be afraid of cộng với lại danh từ hoặc là verb ing ở đằng sau các bạn nhá, mang nghĩa là sợ hãi điều gì. To be afraid of. Đây là một cấu trúc mà chúng ta gặp rất nhiều nhưng nhiều người không để ý và toàn nói sai thôi. Đặc biệt là học sinh của Hoàng khi mà các bạn xem phần livestream này ạ, hoặc các bạn ở trong lớp, các bạn hay có viết là I afraid of. Đây, kiểu như thế này này. I afraid of being treated in love. Có nghĩa là các bạn nói là tôi rất là lo sợ việc bị lừa dối trong tình yêu ạ. Thì câu này của các bạn bị sai. Vấn đề ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Trong câu nếu từ afraid đứng ở vị trí này thì nó giống như là một động từ đúng không? Nhưng các bạn biết bản chất của từ afraid nó là một adjective. Một adjective có nghĩa là tính từ. Thì luôn luôn phải có to be đứng đằng trước các bạn ạ. Đây chính là phần cô gạch chân và đang take note màu đỏ cho các bạn đấy ạ. Đấy chưa? Vậy nếu các bạn nói đúng các bạn phải nói là I am afraid of being treated in love. Câu này mang nghĩa là tôi lo sợ bị lừa dối trong tình yêu. Và cái cấu trúc lo sợ này, sợ hãi này thì chúng ta gặp rất là nhiều trong phần communication, trong speaking, trong giao tiếp hàng ngày. Cô ví dụ nhé. Ừ. My boss was afraid of not reaching targets in production. My boss was afraid of not reaching targets in production. Cụm từ này chúng ta có một từ là từ targets, mang nghĩa là
chỉ tiêu ạ. And we have the word production mà nghĩa là việc sản xuất. Vậy cả câu này sẽ dịch là gì các bạn nhỉ? Cả câu của cô nhá. Tôi có hai câu này. Câu đầu tiên thì câu này cô đã dịch rồi này. I am afraid of being tricked in love với động từ tricked mà nghĩa là bị lừa dối ạ. Lừa dối. Và bởi vì ở đây là chúng ta không tự lừa dối mình mà chúng ta phải là người bị lừa dối thì mới sợ đúng không? Nên cô đang chia ở dạng passive voice, nghĩa là dạng bị động. I am afraid of being tricked in love. I am afraid of being tricked in love. Tôi lo sợ việc bị lừa dối trong tình yêu, đúng không? I am afraid of being tricked in love. Tôi lo sợ việc bị lừa dối trong tình yêu. Tiếp tục ạ, câu thứ hai của Hằng như sau. My boss was afraid of not reaching targets in production. My boss was afraid of not reaching targets in production. Câu này cô Hằng sẽ không có translation ở đây, mời các bạn dịch cho cô nhé. Nào, câu này của cô nhìn thế nào đây ạ? My boss was afraid of not reaching targets in production. Vậy câu này mời các bạn cùng dịch cả câu và comment xuống dưới cho cô nhé để cô nhìn và check luôn này. Rồi, câu này các bạn dịch như sau. Sếp của tôi sợ hãi không chạm tới chỉ tiêu trong sản xuất. Thực tế cái từ reach này ạ, thì nó mang nghĩa là với tới hoặc chạm tới, nhưng cũng có mang nghĩa là đạt, đúng không ạ? Chúng ta dịch thế nào cho nó thuần Việt và nghe nó xuôi tai hơn một chút xíu. Không chạm tới nghe nó hơi có một tí gì đấy, hơi bay bổng ạ. Cái này các bạn có thể dịch là với tới, chạm tới hoặc là đạt đều được, đúng không? My boss was afraid of not reaching targets in production. My boss was afraid of not reaching targets in production. Production là sản xuất, đúng không? Vậy câu này của chúng ta dịch lại cụ thể sẽ là sếp của tôi lo lắng hoặc sợ cái việc sếp của tôi lo lắng hoặc là sợ rằng sẽ không đạt được chỉ tiêu trong sản xuất. Chính xác ạ. Ok, không đạt tới chỉ tiêu trong sản xuất. Very good. Sếp là SC nha các bạn ơi. Một số bạn comment là sếp, sếp là XC đúng. Sếp Sếp ạ, đúng không? Sếp của tôi sợ không đạt được chỉ tiêu trong sản xuất. Ok, good. Sợ không đạt chỉ tiêu trong sản xuất, good. Đúng rồi, chính xác ạ. Vậy bây giờ nha, cô Hoàng sẽ dành cho các bạn 2 phút này. Mời các bạn comment cho cô một câu bất kỳ, đặt câu luôn phần writing với cụm từ be afraid of. Be afraid of. Be afraid of. Mang nghĩa là sợ hãi điều gì đấy. Sợ hãi điều gì đấy. Đây là cấu trúc gặp rất là nhiều các bạn ạ. Nào, một câu nữa để cho các bạn hiểu hơn về cấu trúc này nha. We are spending much time on discussing because we are afraid of not finding out the answer. Cụm từ này chúng ta có từ discussing. Discussing mang nghĩa là bàn bạc, thảo luận ý, đúng không? Rồi, bàn bạc và thảo luận. Finding out, cụm từ finding out, find out, đúng không ạ? Mang nghĩa là tìm ra. We are spending much time on discussing because we are afraid of. We are afraid of. À, tại sao cô lại đọc là afraid of? Vì lý do chúng ta có từ afraid, có chữ D, có of đằng sau, vậy đọc là afraid of, đúng không? We are afraid of. We are afraid of not finding out the answer. Rồi, not finding out the answer. Rất tốt. Rồi, vậy bây giờ các bạn thử dịch lại câu này cho cô nhé. Đây là một ví dụ thôi, cô dịch luôn để các bạn không cần phải comment nhưng vẫn nghe hiểu này. We are spending much time on discussing because we are afraid of not finding out the answer. We are spending much time on discussing because we are afraid of not finding out the answer. Rồi, xong nhé. Tiếp tục một bạn nói, I am afraid of darkness. Rất tốt. I am afraid of.
Darkness. Darkness là bóng tối đúng không? I'm afraid of finding a job in the future. Okay. I am afraid of finding a job in the future. Tìm được một công việc. Thực tế cái từ này các bạn nên sử dụng từ là từ search hoặc là look for là tìm. Còn từ find find này mang nghĩa là tìm ra ấy. Thông thường cái từ find này nó sẽ gắn với lại cái kết quả đầu ra của mình. Search hoặc là look for là đang trong quá trình tìm kiếm. Còn find là mang nghĩa là tìm ra sản phẩm rồi đấy, đúng không ạ? Tìm ra cái câu trả lời đấy rồi thì bạn dùng là find. Ví dụ ở đây mình nói là tôi lo lắng về việc tìm việc thì là I am afraid of searching or looking for a job in the future. Thịnh nhá, em có thể nói câu này là in the future. Không có nói in future. In the future. I am afraid of not having a good job. Rất tốt. I'm afraid of not having a good job. I am afraid of falling over the car. Falling. Sau of này ạ, cô vừa nhắc ở trên này. Và nếu như bạn nào chưa nhớ, cô lại tiếp tục nói dưới này. Câu này của chúng ta phải có một danh từ hợp verb ing đi sau từ of. Danh từ hợp verb ing đi sau từ of. I am afraid of my husband is not improved his skills. Không đúng. Câu này ạ. I am afraid of my husband cái gì đấy. Chứ không có nói I'm afraid that my husband is not improved. Vì động từ improve không đi với is. Đúng không ạ? Vậy câu này nên sử dụng là I'm afraid that cộng với lại mệnh đề. Đó, các bạn có thể sử dụng này. I am afraid that my husband is not improving his skills. I am afraid that my husband is not improving his skills. À, đây là một câu ạ. I am afraid that my husband is not improving his skills. Rồi, okay. I am afraid of leaving my parents in the future. I am afraid of leaving my parents in the future. Rất tốt. Xin chào các bạn nha, các bạn vào xem cùng live stream của cô nào. I am afraid of leaving alone. Okay. I am afraid of leaving alone. Tôi lo lắng đến việc là mình có phải sống một mình hoặc là tôi lo lắng đến việc tôi sẽ phải rời xa bố mẹ tôi, đúng không? Ok, rồi nào, vậy ở đây cô đọc lại một số câu đã từ trên xuống dưới nhé. Các bạn có thể theo dõi lại với cô để improve phần này này. Đầu tiên chúng ta có cụm từ afraid, nhưng chúng ta phải có to be đằng trước vì có rất nhiều người trong writing toàn nói là I afraid. Các bạn phải có to be đứng đằng trước từ afraid và sau of sẽ cộng với danh từ hoặc verb in, dạng verb in nhé. I am afraid of being treated in love. Tôi lo sợ là việc chúng ta sẽ bị lừa dối, tôi sẽ bị lừa dối trong tình yêu. My boss was afraid of not reaching targets in production. Bạn này cô đang chạy hơi nhanh một chút vì đoạn này cô chỉ nhắc lại thôi. Bạn nào mà muốn xem lại, các bạn có thể xem lại phần video này trên kênh YouTube của cô nhé. My boss, các bạn có thể lên YouTube gõ tiếng Anh của Hoàng Vợ thì nó sẽ ra các phần video cô đã live. My boss was afraid of not reaching targets in production. Động từ reach có ba nghĩa. Thông thường các bạn dịch là với tới, chạm tới hoặc là đạt được cái gì đấy đều được. Câu tiếp theo. We are spending much time on discussing because we are afraid of not finding out the answer. Chúng tôi dành rất là nhiều thời gian để bàn luận vì chúng tôi lo lắng rằng là chúng ta không tìm được cái câu trả lời. Tiếp tục. Tôi rất sợ bóng tối. I am afraid of darkness. I am afraid of darkness. Được chưa? Tiếp tục ạ. Câu tiếp theo, search or look for. Search or look for mang nghĩa là tìm. Còn từ find mang nghĩa là tìm ra cái gì rồi, đúng không? Tìm kiếm một cái, tìm kiếm một cái, tìm ra. Xong chưa? Cuối cùng chúng ta sẽ có một phần tiếp theo. Đó là phần I am afraid that my husband is not improving his skills. Có nghĩa là so afraid, các bạn có thể dùng that để cộng với một mệnh đề. Được chưa? Ok, vậy hôm nay buổi livestream của cô đến đây nhé. Phần này cô vừa mới nói với các bạn về một số cấu trúc giao tiếp hay trong tiếng Anh rồi. Hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong những phần livestream tiếp theo. That's all for today. Bye bye and see you. Xin chào tất cả mọi người.